À, mấy con đi bộ nữa đi. Đi nhẹ nhẹ thôi cho mẹ ngủ kìa. Đi nhẹ nhẹ thôi. Hà My nhẹ nhẹ thôi con. Hà My nhẹ nhẹ thôi, ba tắc á. Con đi mạnh ba tắc á. Ồn quá đi. Con tắc rồi hả? Ừ, con không đi nữa hả? Lấy dép, no con mang giày đi bộ được rồi, không có lấy dép một chí. Hà My, mẹ ngủ. Con đi đâu vậy, con lấy cái gì vậy? Hà My con lấy cái gì, con muốn lấy cái gì? Con muốn lấy cái gì, bà giúp cho, con muốn lấy cái gì? Lấy ghế làm chi? Trời trời trời. Chi gì con? Chi? Con để ngược lại, để ngược lại, để ghế ngược lại, để giày té, để ngược lại. Sao? Ờ, trái tim ba đó hả? Ồ, trái tim ba đó hả? Trái tim của Hà My đâu? Trái tim của Hà My đâu? Trái tim nước này chứ. Ồ, trái tim đó đó hả? Ồ, trái tim đó đó hả? Rồi con làm gì đó? Rồi con làm gì đó? Ồ, muốn đi bộ hả con? Em khóc rồi kìa. Thôi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Theo xuống. Trái tim mà, trái tim đâu? Trái tim ba này đó. Trái tim ba đó hả? Đâu đâu, chỉ với ba coi. Trái tim ba đó. Trái tim ba đó đó hả? Trái tim cái này của ba. Trái tim cái này của em. Trái tim của em đâu? Trái tim của em đâu? Trái tim của em đâu? Trái tim của em nè. Trái tim của mẹ đâu? Trái tim của mẹ đó hả? Ồ, vậy hả? Trái tim của Bảo My đâu? Trái tim của Hà My đâu? Trái tim của Hà My đâu? Trái tim mà... Hả? Trái tim ba đó hả? Ồ, giỏi rồi, biết rồi. Em khóc rồi nè, con đi xuống, đi xuống, đi xuống, hô phá nữa.